Thưa quý vị, hòa chung không khí sôi nổi của những người làm báo trên khắp cả nước nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vừa qua đã có nhiều hoạt động chào mừng vô cùng ý nghĩa, thiết thực, góp phần khẳng định và từng bước nâng cao vị thế thương hiệu của đài trong tình hình mới. Đây là buổi tọa đàm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trên sóng phát thanh truyền hình vừa được Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức và là diễn đàn sôi nổi cho các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên giao lưu, học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt là tham luận, trao đổi về các phương pháp sản xuất tác phẩm báo chí chất lượng cao trên sóng phát thanh truyền hình trong điều kiện thực tế cho phép. Cách thể hiện tác phẩm sao cho hấp dẫn, thu hút khán thính giả, đồng thời tìm hướng đi mới cho truyền hình trong bối cảnh số hóa hiện nay, nhằm cạnh tranh hiệu quả với xu hướng truyền thông trên mạng xã hội và các nền tảng điện tử. Có thể thấy là hoạt động báo chí trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và xã hội số hóa đặt ra rất nhiều những cái thách thức cũng như mang đến những cơ hội. Do đó mà diễn đàn là một dịp rất là quan trọng để mỗi phóng viên, biên tập viên và đặc biệt là những cái lớp trẻ như mình thì có thể học hỏi được những kinh nghiệm thực tiễn từ các thế hệ đi trước. Và đồng thời đây cũng là một dịp nó rất là quan trọng để tất cả chúng ta cùng trao đổi về những cái sự thay đổi trong tác nghiệp báo chí. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra được một giải pháp để thích ứng trong bối cảnh mới để hoạt động báo chí tiếp tục mang lại những hiệu quả và giá trị thực tiễn cho cuộc sống. Cùng với tổ chức tọa đàm hướng đến kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã tổ chức chuỗi sự kiện gồm các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi nấu ăn. Đây vừa là sân chơi bổ ích giúp gắn kết đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động tại đài qua các thế hệ để lan tỏa tình yêu nghề, phát huy sáng tạo, đoàn kết, vừa là ngày hội đầy ý nghĩa của những người làm báo. Với hai kênh truyền hình là Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2, thời lượng phát sóng 24 giờ một kênh trên một ngày, cùng hai kênh phát thanh AM, FM. Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng thời gian qua ngày càng khẳng định uy tín và chất lượng hoạt động không chỉ trên địa bàn thành phố mà còn ở quy mô khu vực và cả nước. Không ngừng cải tiến về nội dung, hình ảnh, trang thiết bị, gặt hái nhiều thành công tại các giải báo chí cấp thành phố và quốc gia. Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tích cực phối hợp với các đài bạn để thông tin toàn diện các sự kiện tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường Chín và thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn tại tỉnh Quảng Trị vừa qua, góp phần nâng cao vị thế của những người làm phát thanh truyền hình và tinh thần của báo chí cách mạng Việt Nam, vững mạnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Chúng tôi ý thức sâu sắc được những cái giá trị mà các anh hùng liệt sĩ đã phải hy sinh để đem lại cái độc lập tự do. Chúng tôi sẽ nguyện phấn đấu hết sức mình trong lao động, trong học tập, tuân thủ hiến pháp pháp luật và có những cái đóng góp tiêu biểu trong cái công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận những đóng góp xứng đáng của đài đối với sự phát triển của thành phố cũng như nền báo chí cách mạng Việt Nam, dịp 21 tháng 6 năm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi hoa chúc mừng tập thể đội ngũ làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, lãnh đạo các cơ quan trung ương và thành phố đã đến thăm, động viên các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động nỗ lực vượt khó để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, bám sát thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến. Các cơ quan báo chí trên địa bàn, trong đó đặc biệt là Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, đã rất là làm tốt cái nhiệm vụ chính trị của mình, kịp thời thông tin, định hướng các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, của thành phố nói riêng, đến với lại nhân dân. Có thể nói là những nội dung, chương trình của đài chúng ta là thường xuyên là cập nhật, thay đổi để mà đáp ứng được cái yêu cầu trong cái tình mới, đặc biệt là truyền tải được những cái thông tin của thành phố, và đồng thời cũng đáp ứng được cái nguyện vọng, nhu cầu của người dân thành phố. Với những kết quả đầy tự hào, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng hôm nay không ngừng phấn đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững mạnh toàn diện, từng bước khẳng định thương hiệu Đà Nẵng TV trong lòng công chúng, quyết tâm gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, an bình và đáng sống.